Nay mình xuống farm Tamilan nha các bạn. Đây là ông chủ trang trại nè. Đây là anh bạn hàng xóm. Chờ. Quá ngon các bạn ơi. Gà tre nha. Phải. Đó. Còn đây là cá lên chiên giòn nha. Cá lên chiên giòn. Đây, cái đặc biệt cái chén nước chấm này nè. Là đặc biệt nha. Chiên chấm gà đó. À, chiên chấm gà đó. Đây là nồi lẩu. Này cá linh. Rồi bên đây là lẩu cá linh này nha. Cá linh tinh. Quá đã. Cá linh tinh. Đây đầu bếp xử con gà nha. Có ba anh em mà nhiêu đây mồi nữa các bạn. Quá trời quá đất mồi luôn. Nay này chủ nhà không có diện đồ đẹp nên là không cảm chứ diện lên đồ lên là đẹp trai lắm. Chưa diện rồi đã đẹp trai rồi, diện lên đẹp trai nữa ai chịu nổi. Nhìn vậy thôi chứ dễ thương, hiện làm dễ thương lắm chứ. Mình làm miếng cá linh nha, cá linh chiên giòn nha. Giòn đã gì đâu ha, ngon. Nó giòn. Anh kiếm ăn ăn cá đi anh kiếm. Được đi chú. Đúng tụi tự nhiên không mà ngon thì chứ ăn nó miếng. Nó giòn giòn mà nó ngọt ngọt đúng không? Phải biết cách làm nhá. Cái lớn thì trứng có chị nhưng mà anh tẩm ướp nữa cũng ấy nhưng mà mỗi người mỗi một cái cách tẩm ướp riêng. Không có gì vậy. Bất từng ăn đi bất từng. Rồi. Ủa. Rồi, mời mọi người ăn cá với mình nữa nha. Tôi ăn này, còn cho. Wow, bên cho mượn cái dĩa lá, cái chén lá. Đây nè các bạn. Biết chén lá là những gì đó gì không? Là chiên ăn cá. Đó là chiên ăn cá. Cá càng tanh, cá càng tanh ăn càng ngon. Ba lá tí đầu rồi. Không, này lá hương nhung. Nói chung là cái lá này ăn vô nhiều, nó thơm nhưng mà lần đầu nó thử cái mùi cá tốt đó các bạn. Ngày xưa là lần đầu mà ăn là mình thấy ấn tượng. Cái này nói chung là ba cái gà này chú chị chơi miếng muối ớt với miếng bột ngọt thử coi thằng em nó làm nước chấm được không. Nước chấm không là anh đã biết cái mùi gà rồi chứ anh chưa từng ăn thịt gà. Đúng không? Rồi vô cái anh kiếm lên không nó chấm được không? Cái tôi hai tôi cũng mạnh tôi là lớn cũng yếu ngồi chưa? Chuyện thôi chứ mạnh yếu gì đây. Được chúng ngữ mà giờ nó lạnh không? Không khí nó lạnh lạnh ha. Mát mát đây ba năm đã lắm. Về để mát đã kìa. Ăn sáng tại farm nha các bạn. Sáng hai anh em ăn sáng nè. Hủ tiếu bò nè. Hủ tiếu bò tái. Dùng không? Tương đen thôi đúng không? Tương đen, tương đỏ. Rồi. Đây chiều cứ ra ngoài đây bánh nhân cá lóc 50.000 hai người ba bốn người nhậu no. Còn nhiều món người Trung. Bánh nậm nó giống như bánh giò mình á. Cái 5.000. Người nào giỏi lắm mà quất được 3 cái là nó nóc rồi. Bánh lọc nữa, nhiều món. Ngon, phở này nấu ngon quá. Trời. Ngon còn rẻ nữa. Sống tươi. Quán nằm ngay quốc lộ 56 luôn nè. Gần nhà thờ Hàng Quân rồi. Từ ngay ngoài đậu lưỡi hả? Ngay ngoài quốc lộ. Hôm nay dân cư ít người nấu nhiều hơn người ăn cho nên là quán nào phải ngon thì ngon mới tồn tại được. Bánh mì của ông chịu phạm nhiệt rồi. Nó chỉ được cái mấy ngày cuối tuần con cái ở thành phố về thấy đông ngồi đông rồi chứ. Thế này ông bữa được. Nào bánh mì chỗ đấy không có ai có mình bả ngay thêm bà Hồng nữa, cạnh tranh. Hiện nay quán cũng ra nhiều chứ.
ngày qua vậy. Thất nghiệp thì về nhà mở quán ăn thôi thôi à. Quán đông thì người ta cứ lựa quán hồng thôi, người ta ăn thôi. Đây, đi ra thăm mấy bạn ngựa nha. Hello. Đó, mấy bạn ngựa đi ăn thả rong vậy nè. Không có buộc dây, không có gì hết á. Cứ ăn cỏ ngoài vườn vậy nè. Wow, bồ dừa sai quá. Nhìn nhìn cái buồng trên của nó đó, cái quầy thứ ba mà nó vừa trổ ra là cái buồng dưới nào. À là sao? Nghĩa là thí dụ cái buồng này ha, rồi nhìn thẳng lên. Cái buồng thứ hai, cái buồng thứ ba nó bung rồi kìa. Cái buồng đó là cứng rồi đó. Buồng nào cứng? Anh nói buồn. Cái buồng này cứng nha. Đâu, buồng này ha. Ờ, cái buồng nó cứng rồi đó. Còn buồng này. Cái buồng đó 1 2 3. Không, nhưng mà buồng cái này là cứng nhất hả? Ờ, cái buồng đó cứng á. Cứng nhưng mà vẫn còn nạo, vẫn còn nước được. Còn lại với mong chứ chưa già tại là buồng này là được nhất đó, già nhất đó. Tới buồng này. Hả, bên kia cái hả đây, đá chặt cũng thử biết. Hôm nay nhờ vậy mà học được kinh nghiệm. Tại tôi dân Bến Tre mà. Bến Tre nhiều luôn. Không có gì mà sai không? Đang làm chuồng thỏ, chơi xếp trò chơi xếp gạch. Vậy là thỏ nó ở nó tối nó chui vô đây. Không, sau lúc đầu là nhốt rồi sau này giờ thả luôn cho tự đi ăn luôn, nó đâu có chui vô đây đâu, nó muốn chui đâu. À. Nó ta. Ừ. Trời, uống miếng dừa đã quá. Cái này nó thấy con mình nó bự dưới này đó. Mà quay hai trái bên này. Bữa bà Hương bà mới hái một quay cho mấy sơ cho bà Thùy. Quay bước lắm mà rớt từ trên xuống dưới mà nó không rời đâu. Ủa thấy cái quay đó nó ở trên nó già lắm mà sao nó không chưa đạo phải ta? Buồn nào. Cái buồn này lại non hả? Đây là có cái lò nấu rượu nha. Nấu cái nồi này nè, rồi nó qua nó động trên cái hồ nước sôi này, cái hồ nước lạnh chứ, để nó ngưng tụ lại, rồi sẽ hứng rượu ngoài đây, rượu nó chảy xuống vậy nè. Vậy là chuẩn bị làm móng ngựa nha. Ngựa này chỉ cần bắt chủ bắt kêu nó là nó chạy về. Đây là bộ đồ nghề làm móng ngựa. Đây con dao gọt này nha. Dao gọt cái mũi nó cong vậy nè. Nè kìm cắt móng. Đây là cái dũa. Để mình cắt xong mình dũa lại cho nó bằng á. Đây là quy trình làm móng ngựa nha các bạn. Đó, anh chủ trang trại là đang gọt móng cho con ngựa. Wow, ở dưới cái móng nó đóng đấy nhiều quá ha. Làm xong mà nó hết đóng. Này cái hành động là cứ phải từ từ thôi nha, anh đừng có là nó để cho nó kịp nó xử lý. Nó không kịp nó xử lý mình làm nhanh quá nó không kịp xử lý là nó sẽ bị khủng hoảng, nó bị chết. À, nó đau là nó sẽ nhiều lúc ví dụ như nó hoảng một mà mình hoảng là nó càng hoảng. Phải từ từ, có gì phải từ từ. Nó dài quá.
quá, nó đóng đóng đất đóng đồ đó nhiều quá ha. Nên nó thốn, nó bị thốn. Giờ nó đi nó đi bằng cái này không à, cho nên nó bị thốn, không có nó không có dẹt. Đây. Sao không lấy kìm bóng bấm cái gì ngoài trước thì từ từ. Không, mình phải làm sạch ra rồi mình mới biết là cái bóng tới đó. À. Cái gần bóng nó cứng quá ha. Làm vậy thì nó dạng hơn. Nói. Nãy có chụp là trước khi làm không? Có. Mày mỏi tao mỏi lắm chứ không? Đây là cái móng ngựa cắt ra nha các bạn, cắt ra giống như như cái sừng như cái móng tay của mình nha. Cho em gieo cái vũ luôn, đây lấy cái vũ qua gieo luôn. Gieo. À, cắt xong phải vũa lại gì nha, cho nó bằng lại để cho ngựa nó đi nó đừng có đau. Bên đây nó có chỗ tựa luôn nè. Này thường thường bao nhiêu lâu mới vũ móng lần ta? Mình cảm thấy là nó bể, nó dài thì mình làm thôi. À. Nhìn cái móng là mình thấy nó cần làm là cần thiết làm là. Đấy. À.
À là cái đầu cong đó để móc cho nó tiện ở trong đúng không? Ừ, chính xác. Nãy chân đây này là chân này lúc đầu là chưa có tỉa nha. Nó đóng rác đóng bụi vô quá trời luôn á, đứng nó bị đau chân nên nãy giờ nó hơi khó chịu. Mà làm được cái là đứng được nêm rồi đó. Im là chịu rồi ha. Chịu rồi đó. Nhìn thái độ nó khác liền à. Nên nhiều lúc mình phải hiểu nó. Trước khi muốn nó hiểu mình phải hiểu trước nó đã. Đó nè, đây mấy cái này vô nó đau chân nó. À. Nó khó chịu lắm. Cho nên là khi mình lên mình cảm giác nó không muốn cho mình cưỡi. Chẳng qua là mình nó bắt buộc phải cưỡi thôi, mình có cái dây cương như thiết mình bắt buộc phải cho mình cưỡi thôi. Giống như mình đang bị đau chân vậy. Mình đau chân vậy đó. Nhưng mà làm xong rồi á nó thoải mái, là mình lên là nó đi nó thoải mái tự tin lắm. Đang chuẩn bị làm móng ngựa. Đây giữa rừng cao su nha, nuôi mấy ngựa với mấy chục con bò. Rồi bình tĩnh lại nha. Để làm móng cho bớt đau này nha. Nhìn nó đau nó sợ. Bình tĩnh lại em ơi. Móng này nó nứt nhiều hơn móng kia đúng không? Ừ. Nó bị thốn, nó bị đau. Giờ mình đút những cái chỗ đau ấy, nó khó chịu. Rồi đứng yên đi con, cắt cho hết đau nè.